Hình ảnh thú vị về đời cha trẻ huấn luyện viên Park Hang-seo, người đã đổi đời 10 cầu thủ tệ hại nhất Việt Nam. Cộng đồng mạng đang vô cùng thích thú với những hình ảnh ngộ nghĩnh thời còn là cầu thủ với mái tóc còn dài của huấn luyện viên Park Hang-seo. Huấn luyện viên Park Hang-seo đang trở thành người thân tín của bóng đá Việt Nam sau chưa đầy 2 năm tại vị khi giúp các cầu thủ trẻ tiến bộ rõ rệt. Ít ai biết, chuyên ngành chính của ông Park Hang-seo khi học tại trường Đại học của Hàn Quốc là nghiên cứu các loại thảo mộc và sữa. Sự nghiệp quần đùi áo số chuyên nghiệp của ông chỉ kéo dài trong vòng 7 năm, từ năm 1981 cho đến năm 1988. Tuy nhiên, ông đã để lại rất nhiều dấu ấn đậm nét. Với chiều cao chỉ 1m70 với mái tóc xoăn, đôi mắt hí và gương mặt gầy gò khiến cho ông Park Hang-seo trở nên nổi bật. Không sở hữu ngoại hình quá lý tưởng, nhưng ông từng được đặt biệt danh là cục pin nhờ nguồn thể lực dồi dào và phong cách thi đấu quyết liệt không ngại va chạm của mình. Tiền vệ Park Hang-seo chính là một trong những nhân tố quan trọng nhất trên hành trình lên ngôi vương của câu lạc bộ FC Seoul tại K-League năm 1985. Ông đeo áo số 12, đóng góp 4 bàn thắng và có 3 đường kiến tạo, góp mặt trong đội hình tiêu biểu của K-League năm đó. Dù đang thi đấu rất đỉnh cao, nhưng Park Hang-seo cũng phải lên đường nhập ngũ. Sau khi nhập ngũ, ông đầu quân cho một đội bóng của quân đội, nhưng cũng dần mất luôn cái mái tóc xoăn. Sau khi giã từ đời cầu thủ, ông Park Hang-seo tiếp tục theo đuổi sự nghiệp làm huấn luyện viên. Ông được tín nhiệm làm trợ lý cho huấn luyện viên Woo Hyuk-dong ở đội tuyển Hàn Quốc, chuẩn bị cho World Cup năm 2022. Một lần nữa, lịch sử gọi tên ông Park Hang-seo với việc đã đưa đội chủ nhà lọt vào top 4 tứ đại anh hào của thế giới. Tiếp đó, huấn luyện viên Park Hang-seo tiếp tục được tín nhiệm chỉ đạo Olympic Hàn Quốc tham dự ASEAN Busan năm 2002. Lần này, ông cùng với đội tuyển Hàn Quốc thi đấu xuất sắc và cán đích ở vị trí thứ 3. Thế nhưng, vị trí thứ 3 chưa làm hài lòng người yêu bóng đá của Hàn Quốc khi giải đấu được tổ chức trên sân nhà. Sau thời gian đó, ông liên tục làm huấn luyện viên của nhiều câu lạc bộ như là Gyeongnam FC, Chunnam Dragon, Sangju Samu cho đến Changwon FC, nhưng thành công chưa một lần gọi tên ông Park Hang-seo. Nhiều người đã tin huấn luyện viên Park Hang-seo đã lỗi thời với bóng đá khi ông đã 59 tuổi. Thậm chí là giới chuyên môn bóng đá Hàn Quốc còn phân tích và chê bai lối đá và phát triển bóng ngắn, phối hợp đến tận cầu môn của ông Park Hang-seo, gọi là đơn điệu và không có nhiều đột phá. Ông Park còn được chính giới truyền thông quê nhà đặt cho biệt danh người ngủ gật, vì ông thường có cách ngồi như là đang ngủ gật trên khu kỹ thuật, ngay trong khi trận đấu đang diễn ra. Lý giải về giai thoại này, chiến lược gia 59 tuổi cho hay: câu chuyện và biệt danh mà báo chí đặt cho tôi có nhiều vấn đề xung quanh, nhưng đương nhiên là tôi không ngủ gật. Đó chỉ là lời nói đùa. Không được đánh giá quá cao về mặt chuyên môn cũng như là không đạt được nhiều thành tích nổi bật. Thậm chí, chiến lược gia người Hàn Quốc chỉ là sự lựa chọn thứ hai cho Liên đoàn bóng đá Việt Nam sau huấn luyện viên người Nhật Bản, Takashi. Huấn luyện viên Takashi được ưu tiên thương thảo đầu tiên vì ông đã từng đưa đội tuyển U23 Nhật Bản giành vị trí thứ tư tại Olympic London năm 2012, từng làm trợ lý cho huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Nhật Bản và được các câu lạc bộ hàng đầu Nhật Bản đánh giá cao về mặt chuyên môn. Tuy vậy, huấn luyện viên người Nhật Bản đã tế nhị từ chối lời mời sang Việt Nam. Ngay lập tức, VFF đã chuyển hướng sang phương án 2 là huấn luyện viên Park Hang-seo. Điều đáng chú ý, khi đó vị thuyền trưởng người Hàn Quốc đang dẫn dắt cho câu lạc bộ Changwon City, nhưng chỉ thi đấu ở giải hạng 3 của Hàn Quốc. Thậm chí, câu lạc bộ Changwon của ông còn thi đấu bết bát tới mức chỉ xếp thứ 7 trên 8 đội, giải hạng 3 và khả năng cao rớt xuống hạng thứ 4. Duyên phận đã đưa huấn luyện viên Park Hang-seo đến với Việt Nam cũng khá tình cờ, khi ông không phải là người trực tiếp nộp đơn ứng cử vào vị trí huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam, mà là người đại diện Lee Dong-jun, hiện cũng là người đại diện của cầu thủ Lương Xuân Trường. Quá trình thương thảo để ký hợp đồng chính thức cũng diễn ra rất chóng vánh, tất cả được hoàn thành trong vòng một ngày. Thế nhưng, từ khi chính thức bén duyên vào bóng đá Việt Nam vào tháng 10 năm 2017, ông Park đã tạo nên những thay đổi có thể nhìn thấy được về tư duy phát triển. Hình ảnh ông ngồi một mình thẫn thờ trên băng ghế kỹ thuật sau khi Olympic Việt Nam để tuột tấm huy chương đồng ASEAN 18 cho thấy tình cảm mãnh liệt của ông đối với bóng đá Việt Nam. Với tình yêu, sự nhiệt thành và khả năng chuyên môn của thầy Park Hang-seo, người hâm mộ tin rằng bóng đá Việt Nam sẽ tiếp tục tiến những bước mạnh mẽ và vững vàng hơn nữa trong tương lai gần. Top 10 cầu thủ đổi đời dưới triều đại huấn luyện viên Park Hang-seo, kẻ từng bị xuồng bỏ và sự hồi sinh của lão tướng. Thành công của các đội tuyển dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo đã thay đổi số phận của rất nhiều cầu thủ Việt Nam. Nhiều cái tên đã rực sáng và trở thành ngôi sao. Nhiều cầu thủ từ vô danh bước lên đỉnh cao, đổi đời nhờ huấn luyện viên Park Hang-seo. Nguyễn Quang Hải.
Cho tới SEA Games năm 2017, Quang Hải vẫn chỉ là một thành viên bình thường trong đội hình U23 Việt Nam. Ngay từ giải đấu đầu tiên của huấn luyện viên Park Hang-seo tại Thường Châu, Quang Hải đã lột xác để trở thành siêu sao số 1 của đội tuyển bóng đá Việt Nam. Niềm tin của huấn luyện viên Park Hang-seo, việc ông kéo Quang Hải lên vị trí tiền đạo phải đã tạo ra cầu thủ có lẽ là hay nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam. Bùi Tiến Dũng. Trước U23 châu Á năm 2018, Tiến Dũng vẫn chỉ là thủ môn dự bị cho U23 Việt Nam. Tuy nhiên, 6 trận tại Trung Quốc đã giúp cho Dũng đạt được thành công rực rỡ, trở nên nổi tiếng không kém bất kỳ danh thủ Việt Nam trong lịch sử nào. Hơn nửa năm vừa qua, Tiến Dũng đã rất sa sút, ngồi dự bị ở câu lạc bộ và đội tuyển, nhưng với người hâm mộ, anh vẫn là thủ môn quốc dân được yêu mến. Phan Văn Đức. Không có mặt ở SEA Games năm 2017, gần như là vô danh trên bản đồ bóng đá Việt Nam, thậm chí là chưa ai biết mặt sau vòng bảng U23 châu Á năm 2018. Phan Văn Đức đã thăng tiến kinh khủng dưới triều đại huấn luyện viên Park Hang-seo. Đỉnh cao của Văn Đức là AFF Cup 2018 và ASEAN Cup 2019, khi anh trở thành cái tên không thể nào thay thế trong mọi sơ đồ của huấn luyện viên Park Hang-seo. Danh hiệu Quả bóng đồng Việt Nam 2018 là bằng chứng cho sự tiến bộ thần tốc ấy. Trần Đình Trọng. Giống như Bùi Tiến Dũng, tên tuổi Đình Trọng vốn chỉ gắn liền với U20 Việt Nam. Tuy nhiên, thành công với huấn luyện viên Park Hang-seo đã đổi đời cầu thủ này. Anh chiếm lấy vị trí đá chính ở U23 tuyển quốc gia, gia nhập câu lạc bộ mạnh nhất V-League Hà Nội. Đình Trọng thậm chí trở nên quan trọng tới mức ông Park Hang-seo buộc phải dùng anh tại vòng loại U23 châu Á năm 2020, dù cầu thủ này chưa bình phục chấn thương. Phạm Đức Huy. Dưới triều đại huấn luyện viên Park Hang-seo, Đức Huy chỉ là tiền vệ cánh tầm trung của bóng đá Việt Nam. Quyết định kéo Huy về đá trụ cho sân trường của U23 châu Á đã làm thay đổi sự nghiệp của cầu thủ này. Bây giờ, Đức Huy đã là trụ cột của câu lạc bộ Hà Nội và tuyển quốc gia, luôn có suất mỗi khi đội bóng tập trung. Đỗ Hùng Dũng. Từng có những chiến dịch vận động hành lang cho Hùng Dũng lên tuyển, nhưng đến thời huấn luyện viên Park Hang-seo, điều đó mới trở thành hiện thực. Số 16 của câu lạc bộ Hà Nội không mất quá nhiều thời gian để khẳng định vị thế vững chãi của mình. Hiện, Hùng Dũng là lựa chọn số 1 ở vị trí tiền vệ trung tâm tuyển Việt Nam, căn cứ trên số phút thi đấu. Hà Đức Chinh. Việc trọng dụng Hà Đức Chinh có lẽ là quyết định gây tranh cãi nhất của huấn luyện viên Park Hang-seo khi cầu thủ này đã góp mặt trong cả 5 giải đấu lớn nhất năm 2018 cho tới nay. Tại vòng loại U23 châu Á năm 2020, Đức Chinh phần nào đã đền đáp niềm tin của thầy Park với hai bàn vào lưới của U23 Brunei và Thái Lan. Nguyễn Trọng Hoàng. Vốn là tiền vệ công, Trọng Hoàng được huấn luyện viên Park Hang-seo kéo về vị trí hậu vệ phải tại AFF Cup 2018 sau những chấn thương liên tiếp của Vũ Văn Thanh và Phạm Xuân Mạnh. Quyết định ấy mang tới quả ngọt cho huấn luyện viên Park Hang-seo và thay đổi sự nghiệp của Trọng Hoàng. Anh đã chơi cực kỳ hay và giờ giữ một vị trí không thể nào tranh cãi tại hành lang cánh phải sơ đồ 3-4-3. Nguyễn Anh Đức. Lên tuyển như giải pháp tình thế dưới thời Mai Đức Chung, không ai ngờ là anh Đức lại thăng hoa đến như vậy trong giai đoạn cuối của sự nghiệp. Chưa đầy một năm cùng với huấn luyện viên Park Hang-seo, anh Đức đã làm được điều mà không ai có thể làm nổi trong suốt phần lớn sự nghiệp. Tỏa sáng tại chung kết AFF Cup 2018, ghi bàn nhấn chìm Thái Lan tại Kings Cup là những cột mốc chói lọi trong sự nghiệp tưởng như là đã hết thời của anh Đức. Triệu Việt Hưng. Vòng loại U23 châu Á năm 2020 tại Hà Nội đã thay đổi sự nghiệp của Việt Hưng. Hai bàn trong đó có pha lập công quyết định vào lưới của U23 Indonesia, khẳng định vị trí vững chắc của Việt Hưng trong mắt huấn luyện viên Park Hang-seo. Anh đang trở thành trụ cột mới của U23 Việt Nam, hướng tới vòng chung kết U23 châu Á năm 2020. Huấn luyện viên Park Hang-seo, trừ chuyện hợp đồng, tôi hạnh phúc tại Việt Nam. Ông Park Hang-seo khẳng định, tiền bạc không phải là quan tâm số 1 trong vấn đề ra hợp đồng với Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Tôi đang tập trung tối đa cho việc dẫn dắt các đội tuyển Việt Nam. Còn chuyện hợp đồng, tôi ủy quyền hoàn toàn cho người đại diện Lee Dong Jun. Tôi tin cậu ấy và VFF sẽ sớm triển khai đàm phán lại. Huấn luyện viên Park Hang-seo trả lời khi được hỏi về việc tái ký hợp đồng với VFF. Trong chuyện hợp đồng, chúng ta không thể không nói đến vấn đề tiền bạc. Nhưng tôi xin khẳng định, với tôi lúc này, tiền bạc không phải là tất cả. Tôi đã dặn rất kỹ người đại diện của mình rằng, với tôi quan trọng nhất khi đàm phán là phải nói được về vai trò và tầm nhìn của tôi. Còn vấn đề tiền bạc thì nói sau. Khi được hỏi về cảm nhận tại Việt Nam hiện tại, sau 2 năm ở đây, nhà cầm quân 60 tuổi đã hài hước. Ngoài trừ chuyện hợp đồng, tôi hạnh phúc với cuộc sống tại Việt Nam. Tôi cùng với gia đình sống vui vẻ ở đây.
Tôi hạnh phúc vì được ra sân làm việc với các cầu thủ Việt Nam.